chào toàn thể anh em. Xin giới thiệu đến anh em một bộ cấu hình karaoke cực VIP anh em ạ. Đó là một đôi Watt Fedon 2190, sử dụng một cấu hình bass 20, 2 mid chép kèn. Hàng còn nguyên thùng xốp anh em này. Anh em nhìn cái thùng này của nó, hãng còn cái bass của nó đây này, 2190. Bát đánh mềm, trầm, sâu, chắc, gọn anh em ạ. Và một con đẩy QSC 850, sử dụng 16 sò sắt Motorola, hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc anh em ạ. 425W một kênh, nó có thể kéo 2 đô la này nhẹ như lông hồng anh em ạ. Và một con vang VA FX309S anh em nhé. Đây cái thùng của nó đây anh em này, cái thùng hộp của nó này này, vang sản xuất chính hãng anh em ạ. VA Modern FX309S. Anh em chưa biết nhiều về con vang này. Anh em chắc chỉ biết con vang X8, X9 là nhiều thôi. Con vang này xử lý âm nhạc, tính chất âm nhạc cực hay anh em ạ. Toàn bộ anh em Hải Phòng bán vang cơ thì toàn bán vang này thôi anh em. Nó có sử dụng anh em này, đây là cái cổng này, hai đường AUX nhá. Anh em nhìn này, mình đang dùng AUX1 này, chuyển về AUX2 này anh em này. Tiếp là Bluetooth này. Đấy anh em nhìn nhá, Bluetooth này. Tiếp đến là đây là Bluetooth. Đây là Optical đấy anh em này. AUX1 này, AUX2 này. Đây là cổng này, là cổng USB đấy anh em này. Đây nó để USB này. Đây là cổng này này anh em. Đấy. Đây là Bluetooth này anh em này. Optical này. AUX1 này. Đấy, mình đang sử dụng AUX1. Và đây là cái nút này là cắt chống hú chống rít này anh em này. Ấn vào là cắt chống hú này. Khi anh em hát này anh em cắt chống hú chống rít cực tốt anh em ạ. Con van này sản xuất chính hãng anh em ạ. Giá trên thị trường nó khoảng 2 triệu, hơn 2 triệu. Riêng mình bán cho anh em con van này là 1,8 triệu. Bao ship đến tận nhà anh em luôn. Và một con đẩy QSC 850 này, hàng ngoài của Mỹ này, điện 220 này. Mình tuyển chọn nha anh em, hàng cực đẹp tuyển chọn. Chạy 16 sò sắt Motorola, 8 tụ lọc nguồn. Và một biến áp cực khủng anh em ạ. 425W một kênh. Kéo 2 đôi loa bass 20 này nhẹ như lông hồng anh em ạ. Và một đôi loa Watt Fedon. Mình đang bán là 5,8 triệu bao ship cho anh em. Và một con đẩy này là 7,5 triệu bao ship cho anh em đến tận nhà luôn. Cả bộ cấu hình này mới có 15,1 triệu thôi anh em ạ. Bao anh em được bao ship đến tận nhà nhé. Chưa bằng một đôi Watt 301 series 3 anh em. Anh em thử cân nhắc xem như nào. Bây giờ xin mời anh em đến một bản test có lời nữa là mình kết thúc video này nhé. Anh em nào xem kênh của mình cho mình xin một nút đăng ký kênh. Nếu anh em nào đăng ký rồi cho mình xin một nút like nhé anh em nhé, để được cập nhật những cái sản phẩm mới nhất của mình. Mình vẫn test bằng cái máy tính này anh em này. Xin mời anh em đến một bản test có lời xem là cái bộ này nó xử lý âm thanh như thế nào nhé anh em nhé. Anh yêu em như trời
chim kia xa vào trời mộng, thời gian hơi đưa bằng trắng rơi để tình đơn côi, đêm dài vàng trắng lững lờ trên đầu, vàng trắng ơi người thương ơi, vàng trắng xưa sao không còn người. Em ra đi chưa nói một lời, dù một lời cay đắng trong tôi. Dòng sông ơi tình yêu ơi, dòng sông này rũ người tình phù. Khi xa nhau anh hiểu tình đời, cuộc tình tựa như áng mây trôi. Để nụ cười heo hắt trên dòng sông lặng, nhìn vắng trăng xa khuất chân trời. Hẹn trăng về tìm giây phút say mộng, yêu đương nói lời yêu thương. Ôi quê hương xinh đẹp ngàn đời, con sông trôi xuôi về biển cả. Người sao nỡ nói lời chia xa để tình phôi phai. Anh em nghe thử tí liên khúc thân nhào nhá. Dàng đón đưa